Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau khi mà ra đời thì được kỳ vọng như là một cú hích tạo ra hướng đi mới, sức sống mới cho nền giáo dục Việt Nam. Vậy thì chặng đường 10 năm thực hiện nghị quyết này thì ngành giáo dục đã có những cái thành tựu cũng như là những vấn đề đặt ra như thế nào và cần tiếp tục nhận thức thấu đáo cũng như là giải quyết căn cơ như thế nào để có thể tạo đòn bẩy cho chặng đường đổi mới tiếp theo. Xung quanh nội dung này thì chúng tôi có cuộc đối thoại với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chào các quý khán thính giả. Vâng, thưa Bộ trưởng ạ, nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ấy thì khi mà ra đời đã tạo một cú hích và được coi là cương lĩnh đầu tiên về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như là hội nhập quốc tế. Vậy sau 10 năm thực hiện từ thực tế chỉ đạo cũng như là thực hiện thì Bộ trưởng có những cái suy nghĩ như thế nào về nghị quyết 29 ạ? Sau 10 năm triển khai nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì có thể thấy là đây là một cái văn kiện rất là quan trọng của Trung ương Đảng, định hướng mang tính chiến lược, thể hiện cái tầm nhìn của Đảng đối với việc phát triển giáo dục và đào tạo trong cái tổng thể phát triển đất nước. Và có thể nói đây là một cái nghị quyết đầu tiên có tính cương lĩnh, nó mang tính khoa học và phải nói là giải quyết được, phát hiện được, giải quyết được, đề ra được cả những cái chỉ đạo về mặt quan điểm, tư tưởng, định hướng, đưa ra những cái mục tiêu, những cái giải pháp mà có thể nói là rất là vừa sát thực tế, vừa là có cái tầm nhìn, thể hiện cái tầm nhìn chiến lược của Đảng. Sau 10 năm triển khai thì từ cái thực tế triển khai chúng tôi thấy là một cái giá trị rất là cao của cái nghị quyết. Nhiều việc đã được triển khai và còn có những việc mặc dù tình hình cũng đã có nhiều cái thay đổi nhưng mà vẫn thấy là còn nhiều việc vẫn tiếp tục có cái ý nghĩa soi sáng, dẫn dắt và chỉ đạo rất là sát đúng trong tình hình thực tế cả hiện tại cũng như là cho tương lai. Cho nên có thể nói đến một cái nghị quyết vừa quan trọng, trúng đúng và rất có giá trị trong cái sự phát triển giáo dục đào tạo cũng như là cho cái sự phát triển đất nước nói chung. Vâng. Nhưng phân tích thì nghị quyết 29 là cương lĩnh, được coi là cương lĩnh để mà đổi mới giáo dục và đào tạo đúng không ạ? Vừa trúng vừa đúng và thể hiện cái quan điểm của Đảng cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế rồi tầm nhìn của Đảng ạ. Vậy thì sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì theo ông nhìn nhận có những cái điểm nổi trội như gì ạ? Có thể nói là nghị quyết 29 của Trung ương Đảng thì đề cập một cái rất là toàn diện, đầy đủ, sâu sắc đến các cái thành tố của giáo dục và đào tạo cũng như là các cái thành tố liên quan để đổi mới. Cho nên nếu để điểm qua hết được những cái kết quả, những cái đã làm được của một cái chặng đường 10 năm qua thì nó rất là nhiều. Tuy nhiên có thể thấy thể hiện được ở một số những cái điểm khá là nổi bật như thế này. Trước hết về mặt tư tưởng, nhận thức, quan điểm thì trong 10 năm qua tất cả từ các cấp ủy Đảng, từ Trung ương đến địa phương, cơ quan, bộ ngành, đoàn thể thì đều đã có một cái chuyển biến rất là quan trọng, cái đổi mới trong nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước. Và tôi cho đây là một cái kết quả rất là quan trọng, cái tư duy, cái nhận thức nó có một cái chỗ dựa để thống nhất cái điều đó chính là nghị quyết thứ 29. Và cũng từ cái nhận thức về vai trò của giáo dục và đào tạo như vậy thì đã xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là cái đột phá chiến lược cho cái sự phát triển của đất nước, cung cấp một nhân lực chất lượng cao cho phát triển ở đất nước. Thì từ đó nó mới đưa đến những cái quyết sách khác, những cái phương châm, những cái hành động khác. Cho nên cái được đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đấy chính là cái về phương diện nhìn nhận, tư tưởng, ý thức của các cấp ủy Đảng, của người dân, của xã hội
đối với giáo dục và đào tạo. Và cũng có một cái điểm rất là quan trọng trong suốt 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết thứ 29 của Trung ương Đảng, đấy là cái việc chuyển đổi cái nền giáo dục từ chỗ nặng về trang bị kiến thức chuyển sang một cái nền giáo dục mà phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Và bên cạnh đó là xây dựng một cái nền giáo dục mang tính mở, tạo dựng những cái nền tảng xây dựng một cái xã hội học tập và cái việc học tập suốt đời cho các công dân của Việt Nam, thì có thể nói cũng đã được thực hiện một bước khá là quan trọng. Và từ khi nghị quyết 29 được triển khai trong thực tế, thì có thể nói là từ nghị quyết của Đảng mà đi vào cuộc sống thì đã có một cái bước triển khai quan trọng là cái bước thể chế hóa. Rất nhiều những cái quan điểm quan trọng của nghị quyết 29 đã được thể hiện trong các cái văn bản quy phạm pháp luật, một số các cái bộ luật quan trọng của ngành giáo dục như là luật giáo dục đại học, rồi một số các cái luật khác có liên quan của các cái bộ ngành khác thì cũng đã được xây dựng, được đổi mới, và rất nhiều các cái tinh thần chỉ đạo quan trọng nghị quyết 29 đã được luật hóa. Bên cạnh đó, các cái văn bản chỉ đạo của chính phủ, của các bộ ngành, rồi các cái quy định khác cũng đã được triển khai một cách khá đồng bộ. Tức là về mặt thể chế thì đã được mở đường cho các cái triển khai trong cái thời gian vừa qua. Thế còn về nói về một số những cái kết quả cụ thể của ngành giáo dục đã làm được trong 10 năm qua, thì có thể nói là trước hết đấy là cái việc sắp xếp lại cái toàn bộ cái hệ thống những các cái cấp học trong cái nền giáo dục, để làm sao mà tạo ra cái tính mở trong nền giáo dục, đặc biệt là những cái đổi mới đầu tiên trong giáo dục phổ thông. Với việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đưa vào triển khai trong thực tế những năm qua thì cũng đã bước đầu tạo ra được những cái sự thay đổi rất là quan trọng trong việc dạy, học, kiểm tra đánh giá, kể cả kiểm tra đánh giá thường xuyên cũng như là các cái kỳ thi quan trọng, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì các cái khâu đó đều có những cái sự đổi mới theo hướng là trang bị những kiến thức có tính chất nền tảng phổ thông quan trọng ở các cái cấp trong 9 năm đầu, còn tăng cường cái sự phân luồng hướng nghiệp ở bậc trung học phổ thông. Bộ trưởng vừa có những cái đánh giá sơ bộ về kết quả mà 10 năm chúng ta thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo nghị quyết 29 của Đảng ạ. Có thể nêu những cái kết quả rất là quan trọng, đó là nhận thức về đổi mới đã có cái sự chuyển biến rất là tích cực, và cơ chế chính sách thì đã có cái sự đổi mới cũng như là hỗ trợ nhiều cho công tác đổi mới. Và Bộ trưởng cũng đã nêu là một cái điều rất là quan trọng nữa là chúng ta chuyển từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực cho học sinh, đó là một cái luồng hơi thở mới cho đối với giáo dục phổ thông ạ. Và Bộ trưởng cũng có nêu những cái kết quả quan trọng từ bậc học, từ phổ thông, mầm non, rồi đại học và giáo dục thường xuyên ạ. Để mà hiểu rõ hơn là nghị quyết 29 đã thấm vào các địa phương và các cơ sở giáo dục như thế nào, thì trước khi mà trao đổi tiếp, xin mời Bộ trưởng cùng nghe một phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ạ. Tiết học trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trường tiểu học Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được kết nối tín hiệu với các điểm cầu trực tuyến tại 3 trường tiểu học Ít Ong, Trường Hoa và Trường Lao với hàng trăm học sinh tham gia. Khi được tiếp cận với môn học mới, đa số học sinh lại rất hào hứng và phấn khởi. Thầy Vì Văn Duyên, giáo viên trường tiểu học Ít Ong, và em Sùng Thị Ly, lớp 4D, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trường Công, huyện Mường La cho biết. Bản thân tôi cũng phải học hỏi rất là nhiều về các phần làm sao sử dụng về công nghệ thông tin để giảng dạy, về mic, về cách là đường truyền nữa. Cố gắng tương tác giữa các điểm cầu luân phiên để làm sao là các em được tương tác tốt nhất ạ. Con học tiếng Anh nói, con rất thích môn tiếng Anh. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì tiếng Anh là môn học bắt buộc với học sinh lớp 3 và lớp 4. Trước tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là thiếu giáo viên tiếng Anh, ngành giáo dục của tỉnh Sơn La đã và đang linh hoạt triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng nhiều hình thức, đảm bảo 100% học sinh khối lớp 3 và lớp 4 được học đầy đủ hai môn học mới là tiếng Anh và tin học. Cô giáo Đặng Thị Thanh Tâm,
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Triềng Công, huyện Mường La, nói. Trong đơn vị nhà trường chưa có giáo viên tiếng Anh, chính vì vậy trường tôi đang có 10 lớp đang học trực tuyến. Thì các em cũng đã được hỗ trợ để học tập tốt nhất, để các em đạt được hiệu quả cao. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực lớn đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học, xóa nhà tranh tre tạm bợ. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết. Thực hiện những nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất chủ trương bắt đầu từ năm 2023 trở đi đến năm 2025 là ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ Mường Lát là mỗi một năm. Ngoài cái nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia của các khác thì hỗ trợ thêm 150 tỷ. Sắp tới đây thì huyện sẽ triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường lớp học trên địa bàn toàn huyện thì đáp ứng được cái việc thiếu phòng học với nhà công vụ của giáo viên trong thời gian tới. Đánh giá về những kết quả đạt được sau 10 năm ngành giáo dục địa phương thực hiện nghị quyết 29, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nêu ý kiến. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Và cái điểm nổi bật nhất của Bạc Liêu trong 10 năm qua là kết quả các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì điểm bình quân các môn thi của Bạc Liêu là nhiều năm liền nằm trong top 10 của cả nước. Tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các cấp học được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm thì đều đạt trên 98% trở lên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nghị quyết 29 thì khẳng định là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng và nhà nước cũng như là của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Xin mời Bộ trưởng cùng quý vị lắng nghe. Chúng ta tiếp tục khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu, thì một trong những cái yếu tố mà rất quan trọng thì chúng tôi cho là cái việc đầu tư cho giáo dục và cái chính sách xã hội hóa giáo dục. Trong cái điều kiện đất nước còn khó khăn, chúng tôi thấy là dù khó khăn thế nào thì đầu tư cho giáo dục chúng ta vẫn phải, tức là ưu tiên và vẫn phải tăng cường, vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, và đầu tư cho giáo dục là phải đi trước so với cả phát triển kinh tế. Nếu chúng ta có con người thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để phát triển. Để triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 thì trước hết vẫn cứ tiếp tục phải làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động và quán triệt về tinh thần đổi mới căn bản toàn diện này. Kể cả các cấp lãnh đạo và các nhà quản lý cũng phải quán triệt điều này để có sự đồng thuận, trên dưới đồng lòng và cả xã hội ủng hộ thì ngành giáo dục mới có thể giải quyết được cái bài toán là tổng lực tập trung cho đổi mới căn bản toàn diện. Ở đấy thì nó có cái tác động, đó là cái chính sách chiến lược, đời sống vật chất tinh thần của nhà giáo thì chúng ta thực sự cần phải quan tâm. Thực ra bây giờ chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cách làm giáo dục thì cùng là những cái đội ngũ giáo viên ấy, cùng là cái ngôi trường ấy, cơ sở vật chất thì được tăng cường lên thôi. Nhưng mà trước đấy thì dạy theo truyền thụ kiến thức, nhưng bây giờ chúng ta phải dạy phát triển năng lực. Chúng ta có muốn một phát triển toàn diện ở người học, thay đổi như vậy thì chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi cách thức quản trị nhà trường và thay đổi cái cách dạy học của giáo viên. Thay đổi tư duy nó đòi hỏi một cái quá trình nhất định. Vâng, vừa rồi là ý kiến của bà Mai Hoa và ông Thái Văn Thành có nêu những cái giải pháp để mà cái việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong chặng đường tiếp theo được toàn diện và tích cực, cũng như là đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Còn Bộ trưởng thì có cái đề xuất gì trong cái chặng đường đổi mới tiếp theo? Vâng, như tôi vừa nói một số những cái điểm nghẽn đối với cái triển khai nghị quyết 29. Với cái tầm nhìn chiến lược của nghị quyết 29 thì chặng đường phía trước còn rất nhiều các cái nội dung phải tiếp tục triển khai. Đổi mới giáo dục nó khác với các lĩnh vực khác, là các kết quả thì còn phải thời gian mới nhìn nhận được, và có những việc cũng phải cần có thời gian mới thực hiện được đầy đủ. Cho nên cái thời gian phía trước, một điều rất là cần thiết đấy là cần phải rất là kiên trì, nhất quán trong cái định hướng đổi mới để đạt bằng được các cái mục tiêu lớn và quan trọng của nghị quyết đã đề ra. Đó cũng, và cũng mong muốn là trong cái thời gian sắp tới nó cần mấy cái đủ cái mức độ
cái quyết liệt trong chỉ đạo từ trung ương đến địa phương. Đã chỉ đạo một cách quan tâm rồi thì cũng cần phải quan tâm hơn nữa và đầy đủ sâu sắc hơn nữa. Và có cần một cái đủ thứ hai là đủ về phương diện nhận thức. Như tôi cũng có nói ban đầu là nghị quyết 29 đã tạo ra những cái thay đổi rất là quan trọng, đổi mới về mặt tư tưởng và nhận thức, nhưng vẫn cần tiếp tục có những cái sự đổi mới tiếp tục đầy đủ và toàn diện hơn nữa, đặc biệt là trước những vấn đề mới của thời đại đặt ra, để có thể mở đường tiếp tục cho cái tinh thần đổi mới của giáo dục và đào tạo. Và cái đủ thứ ba là đầy đủ các cái nguồn lực để thực hiện. Thưa Bộ trưởng, năm 2024 là cái năm đầu tiên của chặng đường tiếp theo sau 10 năm mà chúng ta thực hiện nghị quyết 29 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Vậy thì Bộ trưởng có thể nêu là những cái nhiệm vụ trọng tâm nào được ngành giáo dục, cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết và thực hiện trong mấy năm 2024, mở đường cho một cái chặng đường tiếp theo để đổi mới toàn diện giáo dục? Vâng, năm 2024 thì vẫn là một năm tiếp nối cái quá trình đổi mới, mà như tôi có nói, đổi mới là một cái quá trình là lâu dài, liên tục. Thì đây là một cái năm rất là quan trọng trong cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, là cái năm ba cái lớp cuối cùng của các cái cấp học, đấy là lớp 5, lớp 9 và lớp 12, và sẽ cần phải có cái đánh giá lại cả cái chặng đường đổi mới giáo dục phổ thông mà đã làm trong những năm qua. Cho nên là có thể nói đây là một năm cần một cái sự tập trung cao độ cho cái đổi mới giáo dục phổ thông, hoàn tất các cái chặng đường đánh giá và đề xuất các cái điểm mới. Và đây cũng là năm mà cần phải giáo diết triển khai cái việc xây dựng cái chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục mầm non mới để trình Chính phủ và Quốc hội để chuẩn bị cho cái chặng tiếp theo, để chuẩn bị các cái điều kiện để triển khai cái tinh thần của nghị quyết 29 mà còn chưa làm được trong thời gian trước đối với các cái giáo dục bắt buộc 9 năm cho người học. Đây cũng là năm mà cần phải tăng cường các cái yếu tố chất lượng, rà soát lại những cái nội dung gì đã đổi mới trong thời gian qua nhưng bây giờ cần làm ở cái bình diện chiều sâu hơn, đạt đến phương diện chất lượng hơn, và cũng tập trung chỉ đạo để triển khai một cái phần việc mà đã được phát động từ năm 2023 vừa qua. Đấy là việc đẩy mạnh cái xây dựng cái xã hội học tập trong cái thời gian sắp tới. Rồi cần phải có những cái điều chỉnh một số những vấn đề về chính sách để mở đường tiếp tục cho cái tự chủ đại học và nhiều cái nội dung công tác khác. Và cũng rà soát các chính sách để làm sao mà tháo gỡ những cái khó khăn trong việc phát triển đội ngũ nhà giáo. Những vấn đề tuyển giáo viên, những vấn đề cơ chế, chính sách, chế độ, vân vân, có thể nói là cũng một năm nhưng cũng có rất nhiều việc cần phải làm ở phía trước. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương thì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì đã đặt ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn phát triển đất nước và quá trình công nghiệp hóa cũng như là hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thành tựu thì giáo dục vẫn còn những cái tồn tại, những cái hạn chế, những việc chưa làm được, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục và để đạt được mục tiêu của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong chặng đường tiếp theo thì cần rất là nhiều yếu tố. Và như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn có nói, đó là cần phải có những cái từ khóa như là kiên định, quyết liệt, tích cực và có đầy đủ những cái nguồn lực đầu tư cho giáo dục để có thể trong một cái chặng đường tiếp theo giáo dục và đào tạo bứt phá, để có đưa ra một cái luồng hơi thở mới vào cuộc sống đúng như là nghị quyết 29 đã đặt ra mục tiêu. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn khán thính giả và cảm ơn nhà báo.